Chào các em, đến với trang lời giải hay.com ngày hôm nay Các em sẽ cùng cô soạn bài Từ tượng hình, từ tượng thanh Trang 49, 50, sách giáo khoa ngữ văn 8, tập 1 Đầu tiên chúng ta đến với phần 1 lá mã, đặc điểm, công dụng Đọc các đoạn trích trong lão hạc của Nam Cao và trả lời câu hỏi Mặt lão đột nhiên co rúm lại, những vết nhăn xô lại với nhau ép cho nước mắt chảy ra cái đầu lão nguy về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu máo như con nít. Lão hù hù khóc. Này, ông giáo ạ, à, cái giống nó cũng khôn. Nó cứ làm in như nó trách tôi. Nó kêu ư ử, nhìn tôi, như muốn bảo tôi rằng. À, lão giả tệ lắm, tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này à. Tôi ở nhà bên tư về được một lúc lâu thì thấy những tiếng nhốn nháo ở bên nhà lão hạc. Tôi mải mết chạy sang, Mấy người hàng xóm đến trước tôi đang xôn xao trong nhà Tôi sồng sộp chạy vào Lão hạc đang vật vã ở trên giường Đầu tóc rũ rượi, quần áo sụp sạch Hai mắt lòng sóng sọc Trong các từ in đậm trên Những từ nào gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật Những từ nào mô phỏng âm thanh tự nhiên, con người, các em có thể thấy những từ ngữ gợi tả hình ảnh sáng vẻ trạng thái của sự vật đó là móng mém sủm sộc vật vã rũ rượi sục sạch sòng sọc những từ ngữ miêu tả âm thanh của tự nhiên và con người là hu hu ư ử câu b những từ gợi tả hình ảnh dáng vẻ trạng thái hoặc mô phỏng âm thanh như trên có tác dụng gì trong văn miêu tả và tự sự? Các em có thể thấy, những từ ngữ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, hoạt động, trạng thái hoặc mô phỏng âm thanh như trên có tác dụng gợi được hình ảnh âm thanh cụ thể, sinh động, có giá trị biểu cảm cao trong văn miêu tả và tự sự. Qua việc trả lời hai câu hỏi, chúng ta rút ra được những kết luận cần ghi nhớ sau. Từ tượng hình là từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật. Từ tượng thanh là từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên, con người. Từ tượng hình, từ tượng thanh gợi được hình ảnh, âm thanh cụ thể, sinh động, có giá trị biểu cảm cao, thường được dùng trong văn miêu tả và tự sự. Tiếp theo chúng ta chuyển sang phần 2 la mã, luyện tập. Đầu tiên là câu 1, trang 49, sách giáo khoa, tìm từ tượng hình, tượng thanh trong những câu sau. Thằng dần vụt đầu vừa thổi vừa húp xoắn xoạt, chị dậu giòn rén bưng một bát lớn đến chỗ chồng nằm. Vừa nói, hắn vừa bịch luôn vào ngực chị dậu mấy bịch, rồi lại sân đến để cho anh dậu. Cả lệ tát vào mặt chị một cái đánh bốp, rồi hắn cứ nhảy vào cạnh anh dậu. Rồi chị túm lấy cổ hắn, ấn rúi ra cửa, sức lẻo khỏe của anh chàng nghiện chạy không kịp với sức sô đẩy của người đàn bà lực điền, hắn ngã trỏng quèo trên mặt đất, mẹ vẫn nham nhảm tiết trói vợ chồng kẻ tiểu sư. Các em có thể thấy những từ tượng hình trong đoạn văn trên là giòn rén, lẻo khỏeo, trỏng quèo và những từ tượng thanh là soàn soạt, nham nhảm, bịch, bốp. Tiếp theo câu 2, trang 50 sách giáo khoa tìm ít nhất 5 từ tượng hình gợi tả sáng đi của người. Các em có thể tham khảo những từ của cô. Đi lù dù, đi lom khom, đi lò dò, đi lon ton, đi thuần thoát. Chúng ta cùng đến với câu số 3. Phân biệt ý nghĩa của những từ tượng thanh tả tiếng cười. Cười ha hả, cười hì hì, cười hô hố, cười hơ hớ. Trước tiên là ha hạ, là từ gợi tả tiếng cười to, tỏ ra rất khoái chí. Hi hi là từ mô phỏng tiếng cười phát ra đằng mũi, biểu lộ sự thích thú, có vẻ hiền lành. Hô hố là từ mô phỏng tiếng cười to, thô lỗ, gây cảm giác khó chịu cho người khác. Và cuối cùng, hơ hớ là từ mô phỏng tiếng cười thoải mái, vui vẻ, không cần che đậy, giữ ý. câu 4. Đặt câu vào các từ tượng hình tự thanh sau. Lắc rắc. Mưa lắc rắc không thôi. Lã chã. Những giọt nước mắt lã chã rơi không sao cầm lại được. Lấm tấm. Ngoài trời, những hạt mưa lấm tấm rơi. Khúc khỉu. Đường vào làng tôi khúc khỉu, quanh co lập lòe ánh đèn lập lòe như nó đón ban đêm tích tắc đồng hồ chạy tích tắc tích tắc lộp bộp mưa rơi xuống tàu chuối lộp bộp lạch bạch súng nổ lạch bạch từng tiếng ồm ồm giọng nói của hắn cứ ồm ồm và cuối cùng là từ ào ào từ gió thổi ảo ảo suốt đêm. Cuối cùng là câu số 5. Sưu tập một bài thơ có sử dụng các từ tượng hình, tượng thanh mà em cho là hay. Các em có thể tham khảo bài Thu Điếu của Nguyễn Khuyến. Ao à thu lạnh lẽo, nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẻo teo, sóng biếc theo làn hơi gợn tí, lá vàng trước gió sẽ đưa vèo tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt, ngõ trục quanh co khách vắng teo, tựa gối ôm cần lâu chẳng được, cá đầu đớp động dưới chân bèo. Các từ tượng hình tượng hành trong bài là trong veo, tẻo teo, đưa vèo, lơ lửng, xanh ngắt, vắng teo, vân vân. Ngoài ra, có hai câu trong bài thơ qua đèo ngang của bà huyện Thanh Quan lom khom dưới núi tiểu vài chú, lạc đác bên sông chợ mấy nhà. Vậy là cô đã hướng dẫn các em vào xong bài Từ tượng hình, từ tượng thanh. Để xem thêm các video khác, các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com nhé. Cô chúc các em học tốt.